Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị. Trong 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo tìm hiểu, bà Trương Mỹ Lan, tên gọi khác là Trương Muội, sinh ngày 13 tháng 10 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát với vốn điều lệ 34,8 triệu đô la Mỹ. Hơn 30 năm sau, từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu, nay phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, VTB Holding Group, viết tắt VTB Group, đa ngành, trong đó thế mạnh là bất động sản, với quy mô vốn điều lệ gần 550 triệu đô la Mỹ. Tại VTB Group, bà Lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, chồng bà Lan là ông Eric Chunapki, quốc tịch Hồng Kông, giữ vai trò trong hội đồng quản trị VTB Group và là chủ tịch quỹ VTB. Nếu như thông tin về đời tư của bà Trương Mỹ Lan hiếm hoi một, thì hai cô con gái càng kín kẽ gấp 2-3 lần. Được biết, hai vợ chồng bà Trương Mỹ Lan có hai người con gái tên là Chu Duyệt Hằng, Elizabeth Chu, sinh năm 1994, và Chu Duyệt Phấn, sinh năm 1995. Trong hai người, Chu Duyệt Hằng xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Theo đó, cô từng theo học Đại học Hồng Kông, ngành hành chính công. Tuy nhiên, với niềm đam mê ẩm thực, ái nữ nhà họ Chu đã trở thành chủ tịch của CS Hospitality Group từ năm 22 tuổi. Công ty này đặt trụ sở ở Hồng Kông và sở hữu chuỗi 5 thương hiệu nhà hàng châu Á. Năm 2017, cô lập nên công ty Capital Advance Limited, đặt cùng trụ sở với CS Group và giữ chức CEO đến nay. CS Hospitality Group được giới thiệu là công ty phát triển chuỗi đồ ăn cao cấp tại Hồng Kông. Tập đoàn điều hành một loạt câu lạc bộ ẩm thực cao cấp như món Hàn Quốc, món Quảng Đông, món Âu, món Singapore, Miss Lee, món chay kiểu Trung Hoa. Về phần Chu Duyệt Phấn, Trick Kid này gần như không công khai bất cứ thông tin cá nhân nào, bao gồm cả hình ảnh, mọi đề cập đến Duyệt Phấn đều liên quan đến công việc kinh doanh của Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Duyệt Hằng và Duyệt Phấn hiện nắm giữ 70% cổ phần công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty này được thành lập cuối tháng 10 2020 với tên ban đầu là công ty cổ phần bảo trợ Thuận Triều. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Công ty này có số vốn điều lệ lên tới 8.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà Lan có hai cháu ruột là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, con gái của ông Trương Chí Trung, người Hoa, cổ đông lớn của VTB Group, và Trương Lập Hưng, sinh năm 1986. Trương Huệ Vân giữ vai trò tổng giám đốc VTB Group và tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, WMC Group, đại diện pháp luật các công ty khác như công ty cổ phần thiết kế và trang trí nội thất Nora, công ty cổ phần Việt Nam Industrial Holdings Group, công ty đầu tư Redwood Holdings, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại dịch vụ Hòa Thuận Phát, công ty cổ phần Etcetera, công ty cổ phần Blue Horizon. Trong đó, WMC Group thành lập vào năm 2007, một đối tác quan trọng của VTB Group và là công ty quản lý nhà hàng khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp và trung tâm thương mại hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn Trương Lập Hưng giữ vai trò đại diện pháp luật, giám đốc công ty con trong VTB Group như công ty trách nhiệm hữu hạn The Receipt. Cả hai người cháu cùng con gái của bà Lan còn được biết đến là chủ nhân của căn biệt thự hai mặt tiền đường Võ Văn Tần, bà Huyện Thanh Quang, Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự 2.800m2 ngay khu đất vàng được mua lại với giá 35 triệu đô la Mỹ và chuyển nhượng cho công ty cổ phần Minerva. Cổ đông sáng lập là ba cá nhân trên. Mặc dù sở hữu nhiều dự án khủng ở những nơi xa hoa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc rất ít được công khai và ít ai biết chính xác về số tài sản của gia tộc họ Trương. Nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ. Trong một bài báo trên tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post đăng hồi năm 2016 cho biết, bà Trương Mỹ Lan gặp ông Eric Chunapki, năm 16 tuổi. Khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm, còn ông Ki là doanh nhân Hồng Kông buôn kẹp tóc. Hai người kết hôn, sau đó thành lập chuỗi nhà hàng khách sạn và bắt đầu đầu tư bất động sản tại Việt Nam và Hồng Kông. Về Việt Nam, hai vợ chồng bắt đầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, chuyên cung ứng dịch vụ thực phẩm, nghỉ dưỡng. Sau đó nhận thấy tiềm năng từ bất động sản, Vạn Thịnh Phát lấn sân mạnh mẽ sang mảng này và nhanh chóng phát triển thành lập tập đoàn chuyên bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay. Năm 2007, sau khi chuyển thành công ty cổ phần, công ty tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng. Trong đó bà Lan nắm cổ phần chi phối 80%. Từ đây, dưới sự dẫn dắt của bà Lan, VTB Group phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình thông qua một loạt công ty con như công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư An Đông, vốn điều lệ đăng ký 9.000 tỷ đồng.
công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam, vốn 2.100 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ông Chunapki Eric, chồng bà Lan, và công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn 18.000 tỷ đồng. Tập đoàn sở hữu nhiều dự án đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh như Union Square, trước đây là Vincom Center A, Times Square, VTB Office Building, The Garden Mall, trước đây là Thuận Kiều Plaza, khách sạn Destin, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonview Lane, Sherwood Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 người thân khác gồm Trương Lập Hưng, Trương Mỹ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên một năm sau, các cá nhân này đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam và được trả hồ sơ vào tháng 6, 2015. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tỷ phú Chu Lập Cơ đã bị khởi tố bắt tạm giam vì giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn khống, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho ngân hàng SCB. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 86 bị can ở 7 nhóm tội danh. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, lập khống các hồ sơ, rút tiền của ngân hàng ra chi tiêu, gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan còn hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho một cục trưởng của ngân hàng nhà nước để được bưng bít các vi phạm. Bị can Chunapki Eric, Chu Lập Cơ là chồng của bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với vai trò giúp sức cho vợ, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ông Chu Lập Cơ được biết đến là một tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam và cả nước ngoài. Tại Việt Nam, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan cùng trú ở một chung cư cao cấp thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và có với nhau hai con gái chung. Hiện ông Cơ đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn kết luận điều tra cho thấy ông Chu Lập Cơ là chủ tịch công ty Times Square Việt Nam, chiếm 99,26% cổ phần và cùng Trương Mỹ Lan điều hành hoạt động triển khai dự án tòa nhà Times Square. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2009-2012, ông Chu Lập Cơ đồng ý cho vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại tòa nhà Times Square để bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Số tiền vay từ ngân hàng SCB liên quan đến khối tài sản này sau đó được bà Lan dùng cho mục đích cá nhân. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ đã dùng tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay trị giá hơn 19.500 tỷ đồng tại SCB. Đến thời điểm vụ án bị khởi tố, tính cả dư nợ gốc lẫn lãi, các khoản nợ này lên tới 39.200 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Báo VOV thông tin, tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Lan. Ông Cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Qua trao đổi với vợ, ông Chu Lập Cơ được đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Ông Chu Lập Cơ đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản hợp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết công ty Times Square, chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại SCB. Bị can nhận thức rõ, việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc, mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại ngân hàng SCB. Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền, nhưng việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án. Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bản thân có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 5 tháng 10, 2023, chồng bà Trương Mỹ Lan đã nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra, nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV.
Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.